Rồi, tiếp tục video sáng nay mình chia sẻ cho anh em một cái camera form lùng nữa. Bởi vì cũng có khách hỏi thì mình thuận tiện đây mình chia sẻ chung luôn. Thì cây hiện tại nó có chiều cao là 80, độ rộng hai bên 80. À, các cây cành rỉa xương dâm. Cái này xương dâm nó nhiều lắm. Bấm chặn là một phần nhưng mà giống nó nữa đó nha mọi người. À, các dần nút nụ ở này. À, nút nụ nó rải đều hết các chi cành nhánh nhỏ luôn. Này lột lá ra nhìn dần dâm với lại dần nụ rất phê luôn. Miền Nam chơi được nha anh em, còn miền Bắc là không kịp nha, nụ nhỏ. Miền Nam nắng ấm thì chơi kịp, nụ lên tới ngọn luôn nha. Đấy. Xô, lột lá ra là nụ quá trời quá đất luôn ha. Quan trọng mình lựa cây cho anh em à. Vừa cây với lại dáng đẹp nè, giá cả không phải chăng. Đấy. Cái này đồ lấy da ít, miền Nam mua vi vu, cuồng cây đẹp. Đấy, cuồng cây này có ếch mình này, do nó mấy cái máy ghim tre với lại các cây cành này mình không có quay được à. Đó, mình quay như thế này cũng quá kỹ rồi nha anh em. Cuồng cây đẹp nè, có ếch nó nhuyễn, đường co nó mượt mẻ. Cái đây có một cái cụ đó nó rất là khủng dưới này. Đấy. Bên ngoài nó bự lắm nha anh em, hoàn thân ra tầm 14-15. Mình sẽ bán giá xẻ, giá rỉ. Mình sẽ cân nhắc giá mình để trên tiêu đề luôn. Đấy. Mình không có giấu giá nha anh em. Mấy dòng nhỏ nhỏ này mình không cần giấu giá đâu. Nhiều người chơi mắc chơi rỉ hay vấn đề gì ạ? Nên anh em ở đây người ta ngại báo giá, nhưng mà đối với mình không quan trọng. Báo giá mới là bản lĩnh nha anh em. Còn không sợ giá hay gì đó thì không phải gu mình. Anh em thích thì mua thôi. Coi già coi. Mua về mà kiểm nghiệm được thực tế là mình bán có đúng hay không chứ còn. Coi xu. Sau này nó ra mấy cái đoạn cục cục này như một cái ô trứng luôn này ha. Anh em đồn đỡ rỡ lên cho nó phát cái củ. Coi nó nục nạc lắm, phần gốc nục nạc cực kỳ luôn. Dần dâm tây với lại nụ nhiều. Rất đạt nha anh em, năm nay nụ rất đạt. Mình lựa bán lẻ thì nó giá cao hơn xô bán sỉ nha anh em. Điều đó tất nhiên rồi ha. Rồi anh em nào thích cái form lùng này liên hệ mình nha. Một cái mai lùng lực, chân tay nụ nhiều với lại một cái bộ gốc đớ, một ổ trứng luôn. Gốc đớ như một ổ trứng vậy đó. Không, dàn dâm tay quá mịn màng luôn. Gốc đớ như ổ trứng luôn. Nên thôi, rất ok nha.